Nhưng rồi Bảo Trân vẫn bị Nhượng Phong cướp. Hôm nay con tính đầu độc Nhượng Phong để giành lại Bảo Trân. Có phải Hà Đô đang bỏ độc dược vào rượu đó không? Cảm ơn Hà Đô không quên người bạn chăn trừ ngày trước. Thank you.
người đồng dương tái cây. Xin đến đây chúng ta làm quen. Huynh đài, huynh đài buồn việc chi mà thơ thẩn đón hoàng hôn? Tôi bới đất vàng chôn chuyện tình ngày cũ. Không có chi trở ngại, có người nhờ tôi chôn cất cũng như nhờ tôi xả thân bảo vệ huynh đài. Tuệ Khương, phải có lẽ Tuệ Khương vẫn yêu huynh đài tha thiết như ngày xưa thả trừ đùa giỡn cùng trai tung tăng qua suối qua đèo. Hôm nay huynh đài muốn lui về với những ngày xưa thân ái. Tề Khương dám chặn được bản giáo chủ chết. Giáo chúng lục soát. Hà quân bội chết mất. Thơ mộng đã trễ rồi.
chiếc áo choàng, nguyện đem tình yêu